Mới đây đoàn Di Bang chia sẻ trên trang cá nhân vụ việc về đàn chó bị thiêu hủy. Cô viết, sao cái lòng tôi cứ bị hết người này đến người khác lợi dụng vậy? Chúa ơi soi đường con đi để con giúp đúng người cần giúp được không á con mất niềm tin quá hích. Hiện mạng xã hội xôn xao tranh cãi về việc chủ đàn chó tiêu hết 120 triệu quyên góp. Đáng nói việc mua 2 đến 3 triệu một con chó mới và tiền ăn 500 nghìn một ngày cho chó giấy lên sự tức giận. Một số cho rằng lòng tốt bị lợi dụng tin tiếp theo. Mới đây diễn viên Ngọc Trai, nổi tiếng từ phim Kính Vạn Hoa chia sẻ, tôi chấp nhận triệt sản, ai thương vợ sẽ sẵn sàng làm điều đó. Xã hội chia sẻ một hình ảnh đáng yêu của Dan Vây. ghi chú viết, ra đời là ông này ba nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan. Dan Vây trong mắt bố mẹ, cường nó rất ngoan, rất là hiền, không rượu chè gì cả, mẹ đi làm về là hỏi, mẹ ơi mẹ có khỏe không? Chào mừng các bạn đến với kênh GMC Now 24h, kênh tin tức chọn lọc các tin tức từ khắp nơi, nhằm giúp quý vị có thông tin thú vị nhất. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn like ủng hộ để luôn được cập nhật tin tức mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.